Thời gian qua, tuyến đường thuộc địa phận tổ 8, 9, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Tình trạng này kéo dài ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân sinh sống tại khu vực này và những người tham gia giao thông qua tuyến đường. Từ nhiều năm nay, người dân rất khó khăn khi di chuyển trên tuyến đường giao thông này. Tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, các phương tiện gặp khó khăn trong lưu thông. Phố thì to, sâu, xe đi lại mà đổ đông, người đi lại thì rất khó khăn, kể cho cả người đi bộ cũng là khó chứ không nói. Đây chúng tôi đây nó lại có một cái nhà trẻ nữa, lại một cái trường trung cấp nghề bên trong nữa. Cũng rất nhiều vụ tai nạn đã xảy ra rồi. Dân cư của tổ dân phố số 8 rất là đông đúc. Thế chính vì vậy mà bây giờ nhiều đường xe qua lại, nên là cái con đường nó hỏng, mặt đường nó hỏng, nó gồ ghề, sỏi, đá, rồi nó thành những cái ổ trâu, ổ bò rất là to. Đặc biệt là những cái hôm mà trời mưa to, gió lớn thì không nhìn thấy mặt đường để mà đi. Thế nên đã rất nhiều lần gây tai nạn ở cái khu trục đường này. Tuyến đường nằm trên địa phận giao cắt giữa hai tổ 8 và 9 của phường Tân Lập và di chuyển sang địa phận phường Thịnh Đán, nên lượng phương tiện qua lại rất đông đúc. Bên cạnh việc đi lại khó khăn, vấn đề về môi trường, ô nhiễm khói bụi cũng đang ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân. Bây giờ là đường rất là đông, đường lưu trác kéo lại rất đông, yêu cầu là các cơ quan chức năng là làm lại cho bà con được cái mặt đường đi lại cho đảm bảo an toàn. Lượng đông, học sinh đông, xe pháo nhiều. Giờ cái đường này là đường liên phường, chứ không phải đường thuộc của một phường hoặc tổ dân phố quản lý. Tuyến đường trên cần sớm được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, phát triển kinh tế của người dân ở khu vực.